cho quý vị và các bạn cái khu đô thị mới An Phú Sơn, đảo B3A, khu dân cư An Lộc quý vị. Quý vị thấy trước mặt quý vị là cái khu đô thị mới An Phú Sơn quý vị. Bây giờ mình đi dạo một vòng coi cái khu đô thị này như thế nào nha. Khu đô thị mới An Phú Thịnh của thành phố Quy Nhơn quý vị. Cái khu đô thị này nó cũng nằm gần khu đô thị An Phú Thịnh, khu đô thị Đại Tử Gia quý vị. Này nó cũng lên đường hết rồi, nhà cửa cũng có hết rồi. Đất trống cũng còn rất là nhiều. Đất này là phân lô có chủ hết rồi. Đây có một cái số nhà lên rồi đấy mọi người, người ta làm khách sạn, công ty, công viên. Trống còn nhiều quá, bên này nó trống còn nhiều quá. Đây là công viên rồi, thấy vậy không có ngon rồi đâu. Nhà cửa rồi mọc lên chưa có nhiều. Dọc này cũng có một cái con kênh nữa. Cây xanh mọc lên, cỏ cũng mọc đầy vỉa hè hết rồi. Dự án này lâu rồi, cỏ nó mọc hết vỉa hè là biết rồi. Đất trống còn quá nhiều. Khu này mé mặt mé bên phía này cũng rất là đẹp. Chưa có nhiều. Đỗ Nhuận, đường Trần Lê. Chỗ này có một cái nhà mọc lên, ta ở rồi.
chắc là văn phòng của họ. Chỗ này là ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam nằm ở đây rồi. Rất là rộng và nhà cửa còn ít quá, nhà cửa chưa có lên nhiều, nó trống nhiều. Đô thị mới An Phú Thịnh của thành phố Quy Nhơn quý vị. Cảm ơn quý vị đã xem video nhé. Xin chào quý vị ạ.